Thảo Quy rất vui khi được gặp lại quý chị và các bạn trong chương trình thủy sản du hội nhập. Chương trình do VTV chính đài truyền hình Việt Nam, hãng phim Tây Việt và hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam và xếp phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình, xin gửi đến quý vị và các bạn một số tin đáng chú ý như sau. Các nhà máy chế biến thủy sản đang rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu, những lạc quan về xuất khẩu cá tra ba sa vào thị trường Nga. Sẽ không tăng thêm diện tích nuôi trồng thủy sản trong năm 2010. Triển vọng từ tôm thẻ chân trắng, Mỹ sẽ kéo dài việc xem xét các quy định về thanh tra an toàn thực phẩm đối với cá da trơn Việt Nam. Chuyện thương trường kỳ này là cuộc trao đổi của biên tập viên chương trình với ông Trương Đình Hòa, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xung quanh việc thực hiện quy định IUU của Hội đồng châu Âu. Chuyện một thương hiệu ghi nhận những chính sách tốt của công ty cổ phần đầu tư thương mại thủy sản Incomfish đối với người lao động. Bây giờ là nội dung chi tiết. hiện nay các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu đang rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng một số doanh nghiệp phải giảm công suất hoạt động việc thiếu nguồn nguyên liệu này là do giá nguyên liệu thủy sản tăng cao trong thời gian gần đây khiến các hộ nuôi đẩy mạnh thu hoạch không dự trữ nhiều cùng với đó tại một số địa phương người dân có xu hướng chuyển sang nuôi cá trình cá bóng tượng và một số loại thủy sản có giá trị kinh tế khác khiến diện tích nuôi tôm bị giảm Biến động về giá cũng khiến nhiều hộ nuôi cá tra xuất khẩu chuyển sang trồng cây ăn quả, trồng màu. Vì vậy, việc tăng nguồn cung nguyên liệu chế biến trong thời gian ngắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo dự báo, tình trạng thiếu nguyên liệu có thể kéo dài hết năm 2010, đặc biệt với một số loại thủy sản xuất khẩu chủ lực như tôm, cá tra. Dự kiến năm 2010 kim ngạch xuất khẩu cá tra basa vào Nga sẽ đạt 100 triệu đô la Mỹ thị trường này sẽ trong top 10 thị trường nhập khẩu cá tra ba sa Việt Nam. Các chuyên gia ngành thủy sản cho rằng từ chỗ thị trường bị đóng cửa, hàng thủy sản của Việt Nam vào Nga đã được khơi thông với sự tin tưởng lẫn nhau. Bên cạnh đó, giá bán sản phẩm cũng cao hơn trước, từ 5 đến 7%, thậm chí giá bán sản phẩm vào Nga cao hơn vào thị trường châu Âu. Dự kiến năm 2010, số doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Nga sẽ được mở rộng, một số mặt hàng mới cũng được giới thiệu. Từ chỗ khó khăn, Nga lại trở thành thị trường hấp dẫn và tin cậy đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam. Nhằm phát triển bền vững, Cục Nuôi trồng thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch không tăng diện tích nuôi trồng thủy sản trong năm 2010. Hiện diện tích nuôi trồng thủy sản của cả nước vẫn ở mức khoảng 1,1 triệu ha với sản lượng ước đạt 2,8 triệu tấn, trong đó sản lượng cá tra chiếm tỷ lệ cao nhất, còn lại là tôm nước lợ, nhuyễn thể, cá nước ngọt truyền thống. Nguyên nhân không tăng diện tích nuôi trồng thủy sản là do năm nay thời tiết diễn biến khá phức tạp, dịch bệnh trên thủy sản sẽ phát triển. Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, hiện giá tôm thẻ chân trắng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức 60.000 đến 80.000 đồng một ký, tăng 10.000 đến 20.000 đồng một ký so với tháng 1, cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Với mức giá này, người nuôi tôm sẽ có lãi khá cao lợi thế của tôm thẻ chân trắng là chi phí sản xuất thấp, dễ nuôi, năng suất cao và thị trường tốt. Dự báo sản lượng tôm thẻ chân trắng năm nay sẽ tăng gấp 3 lần năm 2009, có khả năng đạt trên 150.000 tấn. Do vậy, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng gấp đôi, ước đạt 600 triệu đô la Mỹ, chiếm 1 phần 3 kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước, mặc dù con tôm này chỉ mới được phép nuôi rộng rãi trong 2 năm qua. Văn phòng quản lý và ngân sách của chính phủ Mỹ ngày 16 tháng 2 đã quyết định kéo dài việc xem xét các quy định về thanh tra an toàn thực phẩm đối với cá da trơn do Bộ Nông nghiệp Mỹ đề xuất. Quy định này cũng áp dụng đối với cá nhập khẩu từ châu Á và được bán tại thị trường Mỹ như cá tra và basa của Việt Nam. Được biết theo luật nông nghiệp năm 2008 của Mỹ, quy định trách nhiệm thanh tra hàng thủy sản được chuyển từ Cục Dược phẩm và Thực phẩm sang Bộ Nông nghiệp trong khi đó, các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ cũng như một số nghị sĩ Mỹ đã chỉ trích đề xuất của Bộ trưởng Nông nghiệp vì cho rằng cá da trơn nhập khẩu đang là mục tiêu xem xét là không công bằng, đặc biệt là cá tra và cá ba sa của Việt Nam. Nhiều nghị sĩ Mỹ yêu cầu không xếp cá tra và ba sa của Việt Nam vào dòng cá da trơn. Các nghị sĩ nêu rõ nếu Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa cá tra và cá ba sa của Việt Nam vào danh mục catfish, thì chúng sẽ thuộc diện chi phối của luật nông nghiệp năm 2008 – theo đó sẽ phải chịu một chế độ kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt tới mức Việt Nam khó có thể tuân thủ vì chi phí cao và tốn thời gian để lập hệ thống kiểm tra. Điều này đồng nghĩa với việc cấm cá tra và cá ba sa Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 9 năm 2008, Hội đồng châu Âu EU đã ban hành luật IUU. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, tất cả các lô hàng hải sản khai thác phải có chứng nhận khai thác hải sản, nếu thiếu sẽ không được phép xuất vào EU. Để giúp các doanh nghiệp thủy sản và ngư dân hiểu rõ thực hiện quy định này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trương Đình Hòa, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam về tình hình thực hiện quy định IUU của Hội đồng châu Âu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vâng thưa ông như ông đã biết thì à, hội đồng châu âu đã cái ban hành quy định IUU về cái việc mà chứng nhận nguồn gốc tài sản khai thác thì ông có thể cho biết rõ hơn về cái tại sao IUU lại có cái chứng nhận này thực trạng trước kia ở việt nam như thế nào ờ, kể từ 1 tháng 1 năm 2010 thì theo quyết định 1005 của ủy ban châu âu về vấn đề tất cả các cái sản phẩm xuất khẩu vào châu âu mà có nguồn gốc từ đánh bắt thì phải có chứng nhận khai thác mà người ta hay tạm gọi là iuu tức là cái vấn đề liên quan đến vấn đề là đánh bắt bất hợp pháp đánh bắt không báo cáo và đánh bắt coi như là không được kiểm soát thì sẽ được coi như là châu âu kiểm soát và cái việc này thì họ không phải chỉ thực hiện riêng cho việt nam mà họ thực hiện cả thế giới hay nói cách khác từ tất cả các nước khi xuất khẩu hàng thủy sản có nguồn gốc từ khai thác vào châu Âu thì đều phải đáp ứng yêu cầu về vấn đề là phải kê khai rõ cái nguồn gốc về đánh bắt của các cái loại nguyên liệu đó là không thuộc cái diện là bất hợp pháp hay là không được báo cáo hay là không được kiểm soát thì với cái quá trình chuẩn bị khoảng một năm thì cho đến nay có thể nói rằng cái quá trình thể triển khai cái iuu ở việt nam thì cũng đã có những cái bước tương đối là là thuận lợi à, thì trên cơ sở cái sự quá trình tập huấn của các cơ quan chức năng của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn của cục khai thác và cái sự quan tâm của lãnh đạo của bộ đồng thời kết hợp với việc là hiệp hội cũng cùng với các doanh nghiệp đã tham gia tổ chức các cái khóa tập huấn thì chúng tôi nghĩ rằng đến nay thì có thể nói là cái việc những cái lo lắng trước đây về vấn đề là cái IUU nó là uh, tạo ra những cái khó khăn trong cái quá trình xuất khẩu của đầu năm 2010 thì có thể nói nó cũng phần nào đã được giải tỏa và vấn đề là chúng ta tiếp tục uh, bám sát và trên cơ sở tùy theo tình hình thực tế thì chúng ta sẽ uh, triển khai tiếp tục các cái hướng dẫn cũng như các cái vấn đề liên quan để đáp ứng được các cái yêu cầu của phía châu Âu nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc xuất khẩu của các doanh nghiệp và cái việc khai báo của các cái hộ nuôi đánh bắt ờ, thì thông qua cái vấn đề của IUU thì chúng ta cũng có thể thấy rõ một điều rằng uh, chắc chắn trong tương lai không chỉ châu âu mà có lẽ các nước khác cũng sẽ có những cái quy định nó liên quan đến vấn đề truy xuất nguồn gốc mà thì chúng tôi cho rằng là quy định IUU cũng là một hình thức của truy xuất nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc thì có lẽ là cũng đã được đưa ra rất là nhiều năm trước đây và các nước đều đang xây dựng các cái chương trình riêng biệt mỗi nước có những yêu cầu khác nhau kể cả đối với các thị trường hiện nay thì trong các cái quá trình